Đây là hóa đơn bán ra số 95 ngày 9 tháng 2 với nội dung là gia công các mã hàng. Gia công các mã hàng là dịch vụ của công ty chúng ta. Đối với mảng dịch vụ gia công thì các bạn phải ghi nhận vào doanh thu của mảng dịch vụ gia công, nghiệp vụ hạch toán nợ cho tài khoản 131 do hình thức thanh toán ở đây bằng chuyển khoản, có cho tài khoản 51131 doanh thu của mảng gia công, có cho tài khoản 33311 thuế giá trị gia tăng phải nộp. Căn cứ vào hóa đơn số 95 gia công các mã hàng, các bạn thao tác trên phần mềm như sau: chọn phân hệ bán hàng, trong phân hệ bán hàng chọn chứng từ bán hàng, ở đây là mảng gia công dịch vụ, do đó các bạn không cần phải tích vào kiêm phiếu xuất kho, hình thức ở đây là chưa thu tiền, khách hàng là công ty may Hưng Yên. Diễn giải các bạn ghi: gia công các mã hàng ngày hạch toán ngày chứng từ ngày 9 tháng 2. Xuống phần mã hàng, các bạn lần lượt chọn các mã hàng mà chúng ta gia công. Áo mã 172051. Tôi tìm kiếm mã 172051. Ở đây các bạn phải lưu ý chọn đúng các mã hàng mà chúng ta gia công. Số lượng là 9.000. Đơn giá 32.701 đồng. Tiếp theo, áo tua 172051. Số lượng 700, số lượng 170. Đơn giá 114.504 đồng. Tiếp theo là quần mã 172058. Đối với quần mà có mã gần tương tự như nhau thì các bạn sẽ xem lại, ở đây là BR 7484. Số lượng là 1.554. Đơn giá 28.161. Cuối cùng là mã BR 7485. Số lượng 270. Đơn giá 55.323. Sang phần tab thuế, các bạn nhớ chọn thuế giá trị gia tăng là 10%. Bấm phải chuột sao chép cho các dòng dưới. Sang phần thống kê, đối với mảng dịch vụ thì các bạn phải nhớ chọn công trình là chúng ta gia công, thì các bạn phải chọn đúng gia công của từng mã hàng, là tua 172051 chúng ta sẽ chọn đúng mã gia công. Tương tự, R7484. Ở đây các bạn phải lưu ý, đối với mảng dịch vụ thì các bạn phải chọn công trình, thì khi tính giá thành, phần mềm mới cập nhật đúng đơn giá thành cho chúng ta. Ở đây các bạn lưu ý, đối với mảng dịch vụ thì các bạn phải nhớ chọn phần mục công trình và chọn đúng mảng. Nghiệp vụ hạch toán nợ cho tài khoản 131, có cho tài khoản 51131. Ở đây là doanh thu của dịch vụ gia công, có cho tài khoản 33311, thuế giá trị gia tăng phải nộp. Sang phần hóa đơn, các bạn nhớ điền số hóa đơn. Ở đây hóa đơn của chúng ta là số 95. Hạch toán xong, các bạn kiểm tra lại toàn bộ thông tin ngày hạch toán, ngày chứng từ và tổng số tiền 409.721.492 đồng. Đã khớp với cả hóa đơn trên giáo trình. Đúng rồi, thì các bạn nhấn cất để hoàn thành nghiệp vụ hạch toán. Tôi vừa hướng dẫn các bạn hạch toán hóa đơn bán ra số 95 với nội dung là gia công các mã hàng trên phần mềm kế toán MISA.